214. Căn PV214 này là căn biệt thự sườn sườn đồi, nằm giữa trục đầu 2 và trục đầu 1 và trục đầu 3. Bên thiết kế đã giữ lại toàn bộ những cái cảnh quan cây xanh tự có của bìa rừng. Rồi, ở phía dưới chúng ta đây là view của phòng khách, có thể là nhìn xuống biển và nhìn xuống cái nóc của dãy đầu 1. Tầng 2 của dãy 2 sẽ tương đương gần bằng với tầng mái tầng 3 của dãy 1. Nhìn view rất là rộng và thoáng. Ở bên cạnh nhà thì có những cái cây xanh, phủ xanh rất là mát mẻ và gần gũi thiên nhiên. Đây là phía bên ngoài hành lang. Đây là bể bơi vô cực, rộng 41 m², nằm quay ngang hướng ra biển. Đây là sân nướng BBQ. Rộng và đẹp. Đây là lối xuống tầng hầm của căn PV214. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phòng ngủ phụ của căn PV214. Đây là phòng ngủ phụ của căn PV214, có thể nhìn xứ bể bơi và nhìn ra một phần biển của phía tây, của phía bờ tây. Và bên cạnh cũng có rất nhiều những cây xanh rất là cổ thụ. Khu trực diện biển có góc nhìn 135 độ, về hướng bờ tây có thể nhìn ra được cáp treo và nhìn được một các nóc dãy nhà của trục đầu 1. Đã vào căn mẫu chưa? Em mới vào rồi anh ạ. Căn mẫu đó nó bao gồm. Nhìn rất là rộng rãi, rất là thoáng. Mấy bữa em đi là hơi nhiều rồi đó. Dạ vâng. Em đi cách đây khoảng cỡ